vừa sang Mỹ với Hà Thanh Xuân, vua có coi tụ tài sản khủng, chứng minh độ giàu có gây choáng. Hậu kết hôn, ca sĩ Hà Thanh Xuân được chồng ủng hộ đi diễn để sống với niềm đam mê bản thân. Vì thế, chỉ khoảng thời gian ngắn sau cưới, nữ ca sĩ đã phải xa vua cá coi để trở về Mỹ chạy xô. Vì nhớ vợ nên chỉ hơn một tháng sau, vua cá coi đã bay sang Mỹ để gặp bà xã của mình. Trên trang cá nhân, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, như cùng nấu ăn, trồng cây, dạo phố. Thậm chí qua chi tiết nhỏ, nhiều người còn hoài nghi việc doanh nhân Thắng Ngô có ý định định cư tại xứ sở cờ hoa. Sau khi ly hôn, doanh nhân Thắng Ngô cho biết mình để vợ cũ đứng tên trang trại cá coi. Thế nhưng về tình chính hiện tại của vua cá coi được công chúng vô cùng quan tâm. Mới đây nhất, vua cá coi Thắng Ngô đăng ảnh đi xem xe sang tại Mỹ. Tại gara, nam doanh nhân chụp ảnh cùng chiếc xe mà mình yêu thích với giá 3 tỷ. Đây là phiên bản hiếm, chỉ có một màu duy nhất. Dưới phần bình luận, anh cho biết mình đặt một chiếc xe thể thao khác và sẽ nhận vào năm 2023. Anh cho biết nếu đặt xe trước thì phải trả thêm phí. Dân chơi ở Việt Nam không vui, khi đặt xe mới thường phải trả thêm chi phí tiền giá niêm yết. Nhưng theo mình thì, ở Mỹ hiện tại đặt xe mới thường phải trả thêm, tùy theo hãng. Bên nhau một thời gian ngắn và phải xa cách do công việc, tuy Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô vẫn khiến dân tình phải ghen tị khi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc. Thắng Ngô không ngần ngại thể hiện tình cảm với bà xã, công khai trên mạng xã hội. Không chỉ thế, cặp đôi còn thường xuyên nâng chiều đối phương qua những cử chỉ nhỏ trong cuộc sống. Phần thông tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách hãy like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mà chúng tôi đã cập nhật đến quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!